Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 50 đồng token SS Lario nha. Một số thông tin đồng token này số tổng cục phát hành là 40 triệu. Đã có 3.633 tài khoản holder, đã phát sinh 12.608 được giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop cho nhé. Link truy cập website thì mình để phần dưới mô tả với nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn nhấn vào 2 nút trên cao dưới này. Bước 1, các bạn sẽ chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng cốt quan trắc này đây. Để nó có gặp quan trọng ví VT Max một chút cho nó được các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Ký hiệu Lazio số token 17. Các bạn nhấp thêm cốt cần nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Clam và Web Planet. Tìm tới bước 2, nhấp vào link rút gọn này để thực nhận token nhé. Rồi, mình sẽ phần dưới này, các bạn nhấp phần này cho mình Clam. Còn nếu các bạn mua thì các bạn nhấp phần này nhé. Chương trình Airdrop nó sẽ kết thúc vào 2 ngày nữa. Rồi, mình sẽ Clam. Các bạn nhấp đây, Clam Airdrop. Nó yêu cầu các đơn vị các bạn nhấp tiếp theo và nhấp phần đấy này. Ví ra là 0.0.0.4.3 tên là con. Các bạn nhấp xác nhận tiếp tục. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website Clam Airdrop trên nét để các bạn dễ dàng nhận biết và cần lối bước trên nền mạng của bạn 3 lần sẽ chơi được. Ngoài ra nếu bạn chỉ có tài khoản sản xuất được 3 lần và nhờ sản khác, các bạn hãy có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh này. Và mình đã hướng dẫn các bạn cách Clam nhận được 50 đồng token Lario. Và có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Bây giờ chuyện kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.